Hôm nay là ngày 13 tháng 1 năm 2023. Quà của Cáp Cát thì đã đến tay của mình rồi. Đây nhá. Hôm giao thì là ngày 10 tháng 1 đấy. Hôm nay 13 tháng 1 thì mình nhận được rồi. Mình thì ở Hà Nội nhá. Túi quà Cáp Cát. Túi quà này được gửi từ thành phố Hồ Chí Minh đấy. Bây giờ sẽ mở hộp quà ra sẽ thấy một tờ giấy cảm ơn từ Cáp Cát. Đó, khi mà mình xem lại thì mình thấy nó bị sai chính tả rồi. Một tờ giấy này. Sau đó đây là dây thẻ. Dây đựng thẻ. Cái dây này thì cũng khá là đẹp, màu sắc. Còn đây là cái áo. Áo này màu đen, size M. Đây, sau khi mà mình mở ra thì mình xem cái áo ấy thì nó cũng khá là dày dặn. Cái thẻ đeo này đẹp nhá. Thẻ cắp cắp này khá là đẹp. Cái thẻ đeo này xịn sò, bên này là cái áo nhá. Đó, áo size M. Nói là áo size M thôi nhưng mà rất là to. Con trai mặc thì nó sẽ có thể là vừa. Chứ còn nếu mà những cái bạn nào mà con gái thì áo này sẽ khá là to, to lắm ý. Đây là size M của con trai thôi. Đó, đây chính là tất cả quà tặng mà mình được nhận này. Phía đằng sau cũng có biểu tượng của Cáp Cắt. Phía trước thì có một cái chữ Cáp Cắt nhỏ nhỏ. Đó. Yeah, quà của Cáp Cắt đây rồi. Thư cảm ơn của Cáp Cắt. Còn mình thì là Miên Chi này. Cáp Cắt của mình cũng được lâu lâu rồi. Mình tham gia sự kiện ấy. Đó. Thì được áo thun cộng với thẻ. Kiểu làm mẫu nhiều ấy, trong một ngày ấy thì được. Mình cấp độ 5 rồi. Không biết bao giờ cấp độ 6 đây. Đó sẽ tất cả những cái này đều có thông báo ở trên phần hộp thư đến của Cáp Cắt hết. Đó xong rồi mình cứ điền theo địa chỉ để mình nhận thôi. Và mình xem lại hộp thư đến nào. Đây, mình tham gia cái chương trình đồng hành cùng Cáp Cắt. Đó. Mình định không tham gia rồi nhưng mà thôi. Làm một tí để lấy cái áo làm kỷ niệm. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé.